tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Tôi là Lương Mạnh Hải và đây là lần đầu tiên tôi tham dự tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Tôi thấy không khí ngày hôm nay rất là háo hức và quá nhiều những tín đồ thời trang, và tôi nghĩ rằng là đêm nay sẽ có một đêm trình diễn thật tuyệt vời. Lần nào đến với Việt Nam International Fashion Week thì Lộc cũng rất là mong chờ, bởi vì Lộc cũng là một sinh viên thời trang và mình cũng rất là muốn biết về xu hướng mới là những gì. Hôm nay Lubik rất là hân hạnh có mặt ở đây và thấy tối nay rất là hoành tráng và rất là đông đảo. Thành ra Lubik biết ra cái show hôm nay sẽ rất là thành công. Hi, xin chào, đây là Suvoi. Hôm nay Suvoi đến với Việt Nam International Fashion Week là ngày thứ ba. Và thật sự là Suvoi đang rất là mong chờ cái collection của I Hate Fashion. Hy vọng rằng tối hôm nay sẽ đem đến một điều gì đó rất là đặc biệt, rất là thú vị và nó tạo được khán giả tới xem chương trình. Đây là lần đầu tiên mình tôi đến dự Việt Nam International Fashion Week, muốn đến để ủng hộ cho nhà thiết kế Hoàng Nguyên. Chào các bạn, mình là người mẫu Đinh Nhất Thành, mình đang có mặt trong hậu trường của ngày thứ ba của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, và không khí hậu trường bây giờ thì đang rất là nhộn nhịp và rất là tấp nập chuẩn bị cho những show diễn. Mình đang rất là háo hức và rất là mong đợi để mình có thể đến lượt và có thể trình diễn ngay bây giờ. Ngay trước thời show diễn thì mình nghĩ là mọi thứ đã cũng đã ok hết rồi và chỉ chờ lên trên sàn diễn ra thôi. Mình mong rằng là các khán giả có thể đón nhận được những cái ý tưởng và những cái tinh thần của bộ sưu tập của Henning, ban Hoàng Quyên. Chỉ còn có 5 phút nữa thôi là show điện bắt đầu rồi, nên là thì không thể chờ nữa, thì vào để xem show đây.